Tất cả đều hiển lộ rõ ràng Nên nói tất cả lộ rõ Giả lại tất cả các vật đều cùng một màu Một màu theo quán kinh nói Đều là màu vàng Một màu là màu vàng trong này chúng ta phải hiểu được ý chính của nó xét về tướng không nhất định là màu vàng mỗi màu sắc đều có màu sắc không giống nhau đều được gọi là màu vàng ý chữ vàng là gì bất biến trong thế giới chúng ta đầy vàng bạc đồng sắc Được gọi là kim loại Kim loại rất dễ bị oxy hóa Chỉ có vàng không bị oxy hóa Vậy thì mọi người coi nó là vật quý Rất quý trọng Nó không đổi Vàng tưởng trưng là vĩnh hằng bất biến Diễn hàng bất biến Nên gọi màu vàng y Ý nghĩa tượng trưng quý vị có thể hiểu Người thế gian chúng ta tạo tượng Tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát Đều bọc vàng bên ngoài Nếu toàn thân Ai đó đều giống màu vàng Quý vị nghĩ dễ coi chăng Cả thế giới Tất cả đều là màu vàng Thì rất tẻ nhà Ao sen trong hồ thất bảo Ở thế giới cực lạc Quý vị thấy trong kinh nói Có bốn màu Trên thực tế Quán kinh nói cho chúng ta biết Màu sắc vô kể Tất cả các loại màu sắc đều có Đó gọi là đẹp không kể xí Tất cả màu sắc đều có Tất cả màu sắc đều không thay đổi Đấy gọi là màu vàng bởi thế chư vị nhất định phải hiểu ý nghĩa tượng trưng của màu vàng dính hàng bớt biến được gọi là vàng như quán thứ bảy trong quán kim nói phật vô lượng thọ đứng giữa không trung quan thế âm đại thế chí là hai bồ tát Đứng hầu hai bên Ánh sáng rực rỡ Không thể nhìn hết Trăm ngàn màu sắc diêm phù đàn Không thể sánh được Đây nói về chánh báo của Phật Phật A-di-đà Bồ-Tát Quan Âm Bồ-Tát Đại Thế Chí ngoài những vị này có những bồ tát đứng xung quanh phật chúng thanh văn số lượng rất nhiều không nói chúng ta cũng có thể hiểu được ánh sáng của những vị này ánh sáng nơi phật ánh sáng nơi bồ tát ánh sáng nơi, tát, ánh sáng nơi đại chúng thanh văn Tất cả đều có ánh sáng nơi thân Ánh sáng rực rỡ Không thể thấy hết Phần dưới là thí dụ Trăm ngàn vàng diêm phù đàn Là loại tốt nhất trong các loại vàng Nghĩa là màu sắc đẹp nhất Cũng không sánh được Quan thứ tám lại nói tứ phật bồ tát đều phát ra ánh sáng ánh sáng đó đều là màu vàng phật phóng quang bồ tát phóng quang màu sắc ánh sáng rất đa dạng tại sao vậy vọng tưởng phân biệt chấm trứ của con người không giống nhau có bao nhiêu loại thì có bấy nhiêu ánh sáng có bấy nhiêu màu sắc chỉ có ánh sáng phật ánh sáng bồ tát phát thân ánh sáng thanh tịnh Đều phát ra màu vàng Quang thứ 15 lại nói Thấy Phật A-di-đà và các quyến thuộc Phóng ánh sáng vàng Là như thức Phật thần chú kinh nhất Trong đó tất cả dạng vật đều chiếu màu vàng lại như Pháp Hoa Khi phóng ánh sáng tốt lành Chịu đến 8.000 nước ở phương Đông Nước ở đây là nước Phật Một dạng 8.000 nước Phật ở phương Đông Đều như màu vàng Nói thẳng ra Tất cả đều một màu Ý là dạng Pháp nhất như và nói lên điều gì? Giang tượng trưng cho tự tánh Giang tượng trưng cho tánh đức Dính hàng bất biến Tất cả Pháp không rời tự tánh Tất cả Pháp không trang tánh đức Tại sao ngày nay những thứ chúng ta thấy Nghe được, tiếp xúc được Hoàn toàn trái giữa tánh đức Đấy là gì? Mê lầm Quên mất tự tánh Vì thì tánh đức trở thành những gì? Tánh đức biến thành phiền não Tánh đức chính là phiền não Khi giác ngộ Nó là trí tuệ khi mê lầm nó tên phiền não Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh Sự biến đổi tánh đức Cũng do tâm tưởng Khi tâm không nghĩ Buông bỏ tất cả phân biệt chạp trước khởi tâm động niệm Tánh đức liền quả mạng Tánh đức trở về nguyên trạng Tất cả chân thiện mỹ Đều đủ tròn đầy Dính hằng bất biến